Vâng, Thọ đang đứng ở khu vực cầu Sông Dinh các bạn. Ở phía trên kia là cầu Sông Dinh, tức là đường Điện Biên Phủ các bạn. Đấy, mọi người có thể thấy là rất là nhiều xe từ cảng chạy lên trên các khu công nghiệp và các xe sẽ đi đường này. Đấy, điều đáng review hôm nay thì đây cái khu vực này bạn. Bây giờ thì họ trải nhựa rồi. Đó, dọc hai cái bên đây người ta trải nhựa rồi. Đấy, đây là chỗ tràng 1 này bạn, tràng 1 này. Cầu Sông Dinh chạy xuống tràng 1 rồi đổ ra các nhánh sông Hà Thanh rồi đổ ra đầm Thị Nại, ra biển Quy Nhơn. Các bạn. Họ làm công viên chế đoạn này xong rồi họ trải nhựa luôn. Cũng khá là bất ngờ các bạn. Cái đoạn này là một cái nhánh đường phụ dọc sông thôi nhưng mà lại làm nhanh và trải nhựa luôn các bạn. Đường xá thì ok đẹp. Đó, chỗ nào đẹp nhất mới nhất của thành phố Quy Nhơn thì sẽ có mặt Thọ quay review cho mọi người xem nha. Những cái gì mà mới mẻ đường xá rồi là kênh Quy Nhơn City sẽ cập nhật một cách nhanh nhất và mới nhất cho các bạn xem. Đấy, bên đây là lan can sông này. Đấy bạn. Bên kia thì họ đang trải nhựa các bạn. Bên kia thì trải nhựa sâu. Bên này thì làm xong rồi. Trong cái khu trong này thì có lẽ là những cái khu nhà ở sau này. Theo thông tin thì bên phía này thì cũng giải tỏa các bạn, không biết là giải tỏa tới đâu. Đó, ở phía rồi tràng 2 kia là có thông tin giải tỏa để mà hình thành lên cái khu đô thị mới bên này đẹp hơn. Đấy. Đó bạn, chạy một vòng đường trải nhựa này cho mọi người xem nhé. Đường này không biết gọi là đường gì, gọi là đường dọc sông dọc sông Dinh đây, gọi đường dọc sông Dinh ở đoạn chỗ cầu Sông Dinh Điện Cũ các bạn. Bên này thì chưa được trái gì hề, lát gì hề. Hồi trước cái vùng này là các cái hồ tôm các bạn, hồ tôm nuôi tôm, bây giờ thì thành khu đô thị hết. Đó, đây là cầu Sông Dinh, đường Điện Phủ, đường chính của các xe cảng. Muốn vào cảng thì lưu thông qua đường này. Sau này vài năm nữa thì thành phố mở cái đường chỗ ngã ba Long Vân các bạn. Ngã ba Long Vân đi ra quốc lộ 19 thì sẽ cho xe cảng đi đường đó, thì không cho đi đường này nữa. Đó, bên này cũng đang san lấp mặt bằng các bạn. Sẽ thành khu đô thị và công viên dọc sông. Rất đúng theo ý mình các bạn. Các cái con sông dọc qua thành phố đều sẽ làm khu đô thị hết, sạch sẽ và nó có cái view đẹp. Đây là cái nhà xử lý nước thải các bạn. Hiện tại thì đoạn sông Dinh chống lũ này thì làm được hai cái đoạn trên và đoạn dưới các bạn. Hiện tại thì đang ở đoạn dưới. Đây là nhà máy xử lý nước thải Nhân Bình các bạn nha. Đang được nâng cấp và mở rộng lên. Đó. Nhựa thì họ trải tới đây, còn trên kia thì chưa các bạn, trên này thì chưa. Trên này thì đang làm lên sau này các bạn đi chợ Dinh đó, lên khu đô thị chợ Dinh cũng như chợ Dinh đó thì có thể đi đường này luôn, thông lên luôn các bạn. Hiện giờ nó đang đã làm thông rồi. Còn cái đoạn này thì chưa trải nhựa thôi chứ đã thông rồi. Bữa trước thì mình quay cái đoạn mà cây xanh xanh phía trước kia là các cái xe nó làm tới đó rồi. Năm nay dưới năm 2024 sẽ làm cái đoạn từ chỗ đó cho đến tới cái phường Nhân Phú. Hiện tại thì phường Nhân Phú đã làm thông cái phía ngã ba sông cho đến cái cầu đường sắt rồi. Bây giờ thì làm cái đoạn này, đoạn chính giữa các bạn. Dự kiến cái đoạn chính giữa thì làm nó lâu hơn, tại vì nó dính giải tỏa nhà nó nhiều. Đấy.
và nó dính các con đường lớn cho nên nó làm sẽ làm lâu hơn. Ok các bạn, chỗ điều đặc biệt là chỗ này nè các bạn. Chỗ này nè, dừng lại quay cho các bạn xem nè. Đấy, chỗ này là không có làm ta ly dọc sông nữa. Đó, đây nè, mình người ta đổ bờ tông thẳng đứng luôn. Đấy. Đấy, đổ bờ tông thẳng đứng luôn các bạn. Đây nè, thẳng đứng luôn. Chứ không có làm xiên xiên ta ly dọc sông như bên kia nữa. Hai bên này đều làm thẳng đứng luôn. Không hiểu sao là hai bên này đổ bê tông như thế này là đẹp, nó cũng hợp lý các bạn. Đổ bê tông này nó giống như một những con sông con mương lớn đó. Làm như thế này thì nó hợp lý và chắc chắn hơn. Còn cái lát cái đá như dưới kia thì một thời gian nó cũng xuống, nó sạt bờ các bạn. Dùng khoảng 2 tới 3 năm là bắt đầu nó xuống đất. Sạt bờ phải tu sửa lại. Đấy. Tiếp tục chạy lên cái đoạn nó đang làm ở đây cho các bạn xem nhé. Bên đây là chung cư Eco Home. Các cái khu này đều có quy hoạch hết các bạn. Quy hoạch vài 30 năm nữa các bạn. Quy hoạch trong vòng 2-30 năm nữa sẽ hình thành những khu đô thị trên này. Đấy, khu đô thị trên này. Tức là hộ nào mà dính cái diện quy hoạch đó thì sẽ không được xây nhà. Cho dù là 2-30 năm nữa họ chưa làm nhưng mà sẽ không có cho xây các bạn. Đấy, cho nên là trong cái khu bên này, khu Nhân Bình với khu Nhân Phú bên kia là thành cái thành phố sau này hết. 2-30 năm nữa sẽ hình thành. Đó, lâu lắm, nói chung là còn rất là lâu. Đó, từ đoạn này, bên này bên kia là khu công nghiệp Nhân Bình các bạn. Khu công nghiệp Nhân Bình. Thì khu công nghiệp Nhân Bình thì cũng có hướng là sẽ di dời ra khỏi thành phố. Còn cái chuyện di dời thì chắc cũng còn khá là lâu nữa. Đó các bạn, đây. Ở đây, nói chung là sau này các cái cánh đồng ruộng này các bạn là khu đô thị hết. Giờ thì cái dự án nó chưa lấy tới thôi nhưng mà đã có hết rồi. Sau này là họ lấy hết các bạn, họ lấy lần hết. 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là 50 năm nữa các bạn. Một thì từ hè năm ngoái tới tháng 3 năm nay thì chỗ này cũng tương đối xong rồi các bạn. Chạy vô cho review một cái chỗ khó khăn, đường khó khăn đi như thế này mà đi cái xe tư con thì đúng là khổ các bạn. Nó không có điều khiển kỹ thì nó sẽ tắt máy. Của cái xe múc đó các bạn nhớ không, cách đây khoảng gần một tháng đó, chỗ này thì đào xuống như này các bạn. Đây là cái công trình mở rộng lòng sông nha, chống lục của cái khu vực Nhân Phú Nhân Bình này đó. Trong giai đoạn là từ năm 2002 đến năm 2004, 3 năm, hiện tại thì đã làm được tầm 40% rồi các bạn.
40% rồi, còn lại còn 60%. Cái đoạn khó nhất là cái đoạn này lên tới Chợ Vinh, mở rộng ra. Thì thông tin đã được đền bù rồi các bạn, thông tin đã được đền bù hết rồi. Đó, hướng này bạn, đi bộ vô trong cái xóm này quay cho bạn xem nè. Bạn thấy cái mương chỗ cái bụi tre không? Đó, xem này từ bên đó, cái bên này đáy rộng khoảng đồng sông chỉ còn tầm 60m các bạn. Trong này sẽ được dỡ bỏ hết. Hiện đây thì mình sẽ chỉ các bạn xem cái DT-639 nó sẽ đi ngang qua khu vực này các bạn. Theo mình phỏng đoán thì DT-639 nó sẽ đi ngang qua dưới cái khu đô thị mới của Chợ Vinh các bạn. Đó, tức là từ ngay chỗ đây lên khoảng tầm 200-300m nữa thôi. Đó, chỗ đây là đang làm cái cầu này. Đang làm cái cầu cho nên đó, phía trước bữa trước mình quay tới đoạn này các bạn. Cầu. Đấy các bạn, đợt 639 sẽ đi ngang qua khu vực này các bạn. Theo mình dự đoán thì nó đi ngay dưới của cái chung cư Eco Home Nhân Bình kìa. Đó, như vậy. Rồi đi thẳng ra quốc lộ 19 ngay chỗ cái ngã ba vô nhà thờ Lòng Sông á. Đó, chỗ đó.